Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Hằng Vĩnh Tế. Hôm nay thì Hoàng Minh sẽ chia sẻ cho cả nhà về biển Sơn Thần ở trên núi Ông Két. Bây giờ xin mời cả nhà cùng với Hoàng Minh đi tham quan nhé. Thank you.
thân người, thân là người gì? Thân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không ngừng nghỉ luôn hả? Xuống đi nằm đi. Ngồi đi. Mấy dắt này nó cũng lặn lên á. Ủa,